Sáng nay, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết cùng lãnh đạo các sở ngành thành phố đã có chuyến kiểm tra thực tế một số mô hình kinh tế trên địa bàn huyện Hòa Vang đến kiểm tra mô hình trồng nấm sò nấm đông trùng hòa thảo linh chi của cơ sở sản xuất nấm huỳnh tâm thôn cẩm toại đông xã hòa phong huyện hòa vang phó bí thư thường trực thành ủy đề nghị sở nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố ủy ban nhân dân huyện hòa vang tiếp tục quan tâm hỗ trợ tạo điều kiện để mô hình phát triển đúng định hướng trở thành điểm nhấn trong khu vực kinh tế tập thể của xã hòa phong đặc biệt lưu ý đến việc kết nối hỗ trợ bao tiêu sản phẩm quảng bá thương hiệu thông qua chương trình ô linh hoạt cơ chế vay vốn, nhất là tận dụng từ các nguồn quỹ hỗ trợ nông dân, quỹ phát triển hợp tác xã để mở rộng sản xuất. Trên địa bàn huyện Hòa Vang hiện có khoảng 60 mô hình trồng nấm tương tự. Cuối giờ sáng nay, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết cũng đã đến kiểm tra thực tế tại mô hình Banarita Glambin Farm tại thôn Hòa Xuân, xã Hòa Phú. Đây là 115 mô hình thí điểm về du lịch nông nghiệp kết hợp trên địa bàn huyện Hòa Vang, theo nghị quyết 82 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân thành phố.